Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Vũ Mập ha Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn này khắp mọi nơi Trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình Để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó Thì mọi người hãy gửi về cái email của mình Đó là lâm sơn hoàng vũ a còng gmail.com Còn nếu không các bạn cũng có thể là gửi về cái số zalo của mình ha Số zalo của mình là 0938773799 Và mỗi cách thứ ba nữa là là mọi người cũng có thể là gửi chuyện về cái trang Facebook chuyện ma vũ mập của mình mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó ha mười hay là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cho thuận tiện luôn còn đối với những bạn bè nào đó mà vừa mới biết cái kênh của mình lần đầu tiên đó thì các bạn cũng có thể là bấm đăng ký cũng như là bật chuông để ủng hộ cho mình bởi vì mỗi một lượt đăng ký của mọi người như vậy mình sẽ tự quy đổi ra một ngàn đồng trên một lượt đăng ký và tất cả những số tiền đó mình sẽ gom góp lại để đi giúp đỡ những hoàn cảnh đang khó khăn ở trong cái mùa dịch này ha mọi người ha À, rồi, bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 646 ngày hôm qua. Thì ở tập 646 ngày hôm qua các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó, đó chính là bạn tên là Uyên Vole, còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất luôn đó, đó chính là bạn tên là Thanh Tú. Cảm ơn Thanh Tú rất là nhiều và cảm ơn Uyên Vole rất là nhiều luôn ha. Rồi, bây giờ là mình sẽ vào những cái câu chuyện ngày hôm nay thì bắt đầu từ tập ngày hôm nay nó sẽ có mà những cái câu chuyện nó rất là đặc biệt. Bây giờ mình một người chào mình chút xíu mình nói như thế này nha. Thì cái người mà gửi về những cái câu chuyện này á là do một bạn bạn này bạn xin giấu tên, bạn này bạn 33 tuổi rồi, lớn tuổi hơn mình nhưng mà lý do tại sao mình kêu bằng bạn là như thế này đây. Bạn này bạn xin giấu tên nhưng mình xin phép đặt cho bạn này tên là Tâm. Cái tâm ở đây mình muốn đặt tên là bạn là một cái người rất là có tâm bởi vì bạn gửi cho mình về tổng cộng là khoảng cỡ hai mươi mấy cái trang giấy A4 mọi người. Chắc có thể là mình sẽ kể tầm khoảng cỡ ba bốn tập truyện gì đó mới hết những cái câu chuyện của bạn Tâm này. Cái thứ hai mọi người nên cần lưu ý ngay từ đầu luôn, bạn Tâm là một cái người đồng tính nha mọi người nha, một người một người đồng tính nam và bạn Tâm là một cái người rất là kiểu như là có khả năng làm việc về tâm linh nhưng chỉ khi nào mà có duyên thôi à chỉ khi nào mà có duyên có những cái những cái vong hồn tới nhờ giúp đỡ hay là những cái hiện tượng mà bạn tâm này bạn thấy đó đó là cái duyên và cái nghiệp của bạn cho bạn thấy chứ bạn không phải là một cái khả năng ờ ừ, là dù như chỗ nào có ma có quỷ là bạn tới bạn bắt giống như thầy pháp không phải. Bạn này không phải là một cái người thầy pháp trừ tà diệt ma diệt quỷ không phải là như vậy. Mà những cái hiện tượng xung quanh bạn hiện ra với bạn tâm là những cái duyên cái nghiệp thì lúc đó thì bạn mới ra tay để mà bạn giúp đỡ. Đó và cái thứ ba nữa thì do đó là bạn này là thuộc cái giới mình gọi là giới tính thứ ba mình gọi là đồng tính đó ha thì những cái câu văn của bạn nó có một cái chút xíu gì đó hài hước nữa thành ra đó là cái tình tiết của nó nó sẽ rất là chậm tuy là nói chậm như vậy có thể là một người nghe nó sẽ là khá là à, khá là dài dòng nhưng đó là thực sự là rất là chi tiết trong từng cái câu văn mà bạn tâm này bạn muốn diễn tả chi tiết ra để cho mọi người hiểu được cái câu chuyện ngoài những câu chuyện tâm linh ngoài những cái hiện tượng kinh dị nó còn có những cái bài học nó nằm ở trong những cái câu chuyện đó nữa thành ra là cái tình tiết của những cái câu chuyện bạn tâm á tuy á là nếu mình kể tóm tắt chắc khoảng cỡ hai chục phút là hết nhưng mình phải kể cho nó kiểu như là mình đãi nó ra ai à, cho nó dài ra nghe cho nó kiểu giống như là nó chi tiết nhất có thể và nó sẽ tình tiết nó sẽ diễn ra rất là chậm hơn mọi người ha rồi bây giờ mình sẽ nói nói khái quát sơ sơ về bạn tâm như vậy thôi bây giờ mình sẽ vào những cái câu chuyện đầu tiên của bạn tâm cái câu chuyện đầu tiên á bạn tâm bạn đặt tên là cậu tám về đòi áo mọi người bạn nói nha, uh, thì uh, cũng giống như biết bao nhiêu người ở dưới miền Tây thôi Thì thường thường là chờm sớm rồi bà con dòng họ đó Thường là sẽ ở chung trong một cái sớm À trong một cái con đường kế bên bờ sông kiểu kiểu như vậy Đó thì kể là sẽ cả một cái dòng họ sẽ ở trên cái con đường đó Thì bạn Tâm cũng như vậy luôn Lúc này bạn Tâm là ba mẹ đã được uh, ông ngoại, ông nội cho ra riêng rồi Ở trên một căn nhà đó Thì cách trồng khoảng cỡ 2-300 mét là nhà của ông ngoại À, thì có một người cái cậu này gọi là cậu Út mọi người, à cậu Tám là cậu Út đó ha. Thì à, cái người cậu này do là con Út mà, thành ra là phải ở chung với ông bà ngoại luôn. Đó thành ra là cậu Út lúc nào là từ nhỏ tới lớn năm cái năm đó thì cậu Út cũng đã rất là lớn tuổi rồi, hơn 40 tuổi rồi, nhưng mà vẫn ở chung với ông ngoại bà ngoại. Rồi thì câu chuyện xoay quanh giữa cậu Tâm, ở giữa giữa bạn Tâm và bên cậu Út đó thôi. Thì bạn Tâm nói lúc mà cậu cậu Út cậu 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 Tám đó nha mà cậu còn sống đó nha là một cái người là ăn nhậu dữ lắm. À trong tứ đổ tường là dính duy nhất thôi là rượu chè, không cờ bạc, không gái gú gì nhiều cả nhưng mà tao nói nha, nhậu như một cái hũ hèm đâm ra thì với một cái người mà kiểu như là đồng tính như bạn đó một người đồng tính như bạn thì bạn rất là ghét cái kiểu giống như là ờ à, là suốt ngày rồi xỉn sai nọ về rồi bắt đầu thì còn chọc ghẹo bạn biết bạn là cái người đồng tính như vậy đó rồi còn chọc ghẹo đôi khi là có những cái lời bóng gió bê đê kiểu kiểu như vậy thì đương nhiên rồi với một cái người như bạn tâm thì không có thích cho lắm đâu à nhưng mà rồi đó, thêm một cái chi tiết nữa về cậu Tám Cậu Tám tuy nhậu nhẹt như vậy nhưng mà không phải là một cái người giống như là kiểu giống như là buông thả đâu Ngược lại nha, tuy là nhậu nhẹt nhiều như vậy nhưng mà cậu Tám là một cái người sống rất là sạch sẽ và rất là kỹ lưỡng luôn Kỹ lưỡng tới nỗi mà cực đoan luôn nha, có nghĩa là sao? Đồ đạc của cậu Tám, ví dụ như là cái máy cách xét hay là cái điện thoại hay là cái chiếc xe đạp hay là cái đôi dép hay là cái quần cái áo gì đó Nó bị hư, nó bị hỏng thì phải chính tay cậu tám cầm lên cậu tám thấy xài không được nữa chính tay cậu tám đi dục sọt rác còn bất kể ai trong nhà ngay cả ông bà ngoại luôn là là ba mẹ ruột của cậu tám luôn nha nói ui tám ơi thôi đi dép của mày đó, nó xúc mẹ rồi thôi để tao đem đi dục cho là kiểu vừa thọt cái tay mà cầm đôi dép cái là cậu tám dãy nảy lên chửi bới nó ơi đồ của con để con tự con xử lý đừng có đụng tới đó là kiểu như vậy mặc dù là đồ hư luôn nha Nhưng mà cậu Tám phải chính tay đi dục mới được Chứ còn người khác đụng vô là cậu Tám không cho À thì cậu Tám kỹ lưỡng tới nổi như vậy luôn ha rồi thì cái câu chuyện buồn nó cũng tới Lúc này đó thì à, cậu Tám cũng bị mất Thì do mọi người biết biết rồi nhậu nhẹt nhiều quá Thì rất rất là nhiều cái bệnh nó xảy ra Thì mới ngoài 40 tuổi thôi là cậu Tám đã qua đời thì uh, khi cậu tám qua đời như vậy thì bạn bạn tâm bạn nói thì thật sự là ưa thì cũng không mưa ổng cho lắm đâu nhưng mà trời ơi dù sao cũng là cậu cháu trong gia đình uh, với lại cái chuyện mà thì nghĩa tử là nghĩa tận mà thành ra thôi mình qua mình cũng uh, thấp cho nén nhang vậy thôi rồi thì uh, bắt đầu là bạn tâm mới qua cũng thấp nhang rồi cũng ngồi với với gia đình rồi phụ họ chút xíu thôi là cũng đi về À, thì à, qua ba ngày đám tang cũng là chôn cất này nọ đồ xong thì bắt đầu tới cái ngày thứ tư đó thì à, bạn tâm bạn gặp một cái giấc mơ nhưng mà bạn tâm bạn phải nói như thế này Để cho mọi người hiểu rõ ngay từ đầu luôn giấc mơ của bạn gặp á, nó rất là khác với những cái giấc mơ của mọi người gặp tại vì bạn tâm là một cái người có khả năng về tâm linh mà thành ra đối với bạn tâm là nó trên đời đó 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 với bạn tâm á, là chỉ có hai cái loại giấc mơ thôi một là những cái giấc mơ như bình thường rồi uh, kiểu như là mình mơ mộng tương lai mình là một con một thiếu nữ mình đi chơi rồi mình uh, đi chơi với ghệ kiểu kiểu như vậy ở những người đồng tính thường thường là những cái giấc mơ như vậy còn cái giấc mơ thứ hai nó gọi là báo mộng À, giấc mơ thứ hai gọi là báo mộng là những cái người mất những cái người cần tới giúp đỡ khi mà hiện ra trong giấc mơ là bạn tâm thậm chí là trong giấc mơ luôn bạn tâm vẫn nhận thức ra được ờ à, là đây không phải là giấc mơ bình thường đây là báo mộng rồi đó là cái người người ta có khả năng về tâm linh nó như vậy nha phải nói rõ ràng ngay từ đầu rồi thì cái đêm hôm đó đó khi mà trước khi vào giấc ngủ đó thì bắt đầu là bạn tâm mới thấy trong người mình nó có vẻ là nó bức rất nó khó chịu rồi là bạn tâm khẳng định luôn rồi xong rồi nè một hồi nữa ngủ thế nào cũng gặp chuyện tâm linh không biết là cái chuyện nặng hay chuyện nhẹ ờ à, chuyện xấu hay chuyện tốt thôi nhưng mà chắc chắn là sẽ phải gặp chuyện tâm linh đúng y như rằng luôn vừa mới vào giấc ngủ một chút xíu thôi thì mới gặp được theo như bạn tâm phải nói là một cái bà cô một cái bà phụ nữ các khoảng cỡ ba mươi mấy bốn mươi mấy gì đó đó mà nhìn thì có vẻ là không có thấy được mặt và nhìn rất là mờ mờ ảo ảo luôn trong giấc mơ đó cái bà cô đó bấm mới tới gần bà mới kêu bấm mới kêu là tâm tâm mày á là cháu của cậu tám đúng không đó ta nói họ tên đó nhưng mình xin giấu tên nhá nó ở ví dụ như là nguyễn văn tám chẳng hạn như vậy đi ờ à, tâm mày là cháu của nguyễn văn tám đúng không đó thì bắt đầu bận tâm nó dạ dạ đúng rồi cô có chuyện gì không cô nói cậu của mày á nhờ tao tới nhắn cho mày một cái lời nhắn nha thì uh, bạn tâm mới nói ủa sao uh, tại lý do tại sao mà cậu lại không đích thân tới nói cho con nghe mà 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 lại là là nhờ cô tới để mà nhắn. Thì cái người phụ nữ đó họ mới nói đó là do đó là cái thân trung ấm chưa có tụ, à thân trung ấm của của cụ cậu tám đó chưa có tụ, chưa có đầy đó thành ra là không có thể nào đích thân tới để mà gần bạn tâm được thứ nhất là cái thứ hai nữa bạn tâm cũng là một cái người tâm linh thành ra là có bùa chú bên bên người đó thành ra là cậu tám chưa có tới gần được do là mới mất thành ra là mới nhờ cái cô này tới để mà nhắn giùm thì đó khi mà nghe tới đây rồi đó là bạn tâm nghĩ ừ chắc là tới là nhắn là trăng trối cái gì đó nè đó trong giấc mơ cũng ngồi dậy xếp bằng cũng chỉnh sửa quần áo rồi để coi mình mình ráng mình nhớ mình ráng mình nhớ coi là mình mặc dù là mình cũng không có ưa ổng nhưng mà thôi chắc là những cái lời trăn trối cuối cùng ổng dặn như kiểu như là dặn uh, gia đình con cái hay sao để mình ngồi mình gán mình nghe đó thì ha, ai nó ai về đâu nha mới vừa ngồi sửa quần áo xong cái bắt đầu là cái bà cô kia bà nói đó là cậu mày nhắn đó coi ở gia đình đó có ai á mà giấu cái áo của ổng đó ngang thì đó lẹ lẹ trả cho ổng đi ngang chứ không trả cho ổng đó ngang là ổng quậy tao nói là quậy banh cái nhà luôn đó đó là ông cậu mày nhắn với tao vậy đó bây giờ tao nhắn lại cho mày nghe như vậy trời ơi bạn tâm bạn tâm bạn nói trời ơi vậy thôi đó hả có cái áo rồi đó hả làm cái gì giữ dằn vậy thì thôi bây giờ không có này cũng có áo kia hôm bữa thì, thì, thì con có tới đám ma con thấy là ừ, ông bà ngoại cũng đem ra một tủ quần áo của ổng rồi lặt nút áo rồi đốt xuống cho ổng rồi chôn theo quan tài cũng cả đống cả lèn bộ ở dưới uh, thiếu áo mặc hay sao thì bây giờ nếu mà thiếu áo mặc á, thì nhắn với con thì có gì con chạy ra ngoài chợ nè thì con mua rồi con đốt xuống chỗ ổng cho có cái gì đâu mà có cái áo thì nhiều khi uh, làm gì mà khó khăn vậy đó, nhưng cái cái người cô kia cũng mới nói là tao không biết nữa thì ổng nhờ tao nhắn làm sao á thì tao nhắn vậy mà tao thấy cái thái độ của ổng mà có vẻ là hơi bực bội đó nghe à, thôi tao đi nha đó là khi mà vừa nói tới như vậy là bắt đầu là bạn tâm này bạn giật mình tỉnh giấc là thoát khỏi giấc mơ thì lúc đó đó bạn tâm bạn đã biết đó là một cái báo mộng rồi lúc đó khoảng cỡ mới có hai ba giờ đêm thôi thành ra là cũng không có làm được gì cũng nằm xuống ngủ tiếp tới sáng hôm sau á mới ra mới nói với mẹ nói mẹ 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 coi hôm nay mẹ chạy qua bên nhà ông ngoại á mẹ nói với ông ngoại đi nghen tối hôm qua đó là con mới gặp giấc mơ đó là là, là cậu tám ổng nhờ người ta về báo mộng con nói là ai giấu giếm cái gì cái áo gì của ổng gì đó thì coi lục ở trong nhà coi nhiều khi là là, là, là tan da bối rối rồi nhiều khi là là, là, là sót cái áo của ổng tánh của ông lúc cũng còn sống ông kỹ lưỡng dữ lắm đó kỹ lưỡng là có tiếng trong gia đình luôn đó thôi thôi, thôi đi kiếm cái áo đốt xuống cho ông đi ngang để mà con ông quậy gia đình ông nói với con vậy đó à, thì đương nhiên rồi thì mẹ của bạn tâm biết bạn tâm là một cái người cũng tâm linh như vậy mà thành ra là nghe là tin liền bắt đầu là mới chạy qua nói với ông ngoại thì khi mà nói với ông ngoại xong ông ngoại cũng tin luôn thì ông ngoại cũng về nhà cũng nói với như cũng không phải là nói xin lỗi mọi người là cũng lục tìm ở trong gia đình nhưng ông nội ở ông ngoại không nói lại với ai cả Cái lý do đó mà ông ngoại không nói lại với ai cả là tại sao Thứ nhất những cái người ở trong gia đình, mọi người biết rồi, gia đình ở dưới miền Tây thì thường người ta sanh đẻ con cháu rất là nhiều, rất là đông. Tới mười mấy, hai mươi người con cái này, cháu cháu chắc này nọ rồi cũng phải là cũng ba bốn chục người. Thì ở trong đó đó chỉ có tầm khoảng cỡ vài người là thật sự là thương bạn tâm và tin bạn tâm. Còn đa số những người còn lại đều nói bạn Tâm là Ờ mê tính dị đoan Bóng gió này nọ đồ BD này nọ đồ Tùm lum tùm lá hết trơn thành ra là Ừ là mày mày BD nam không ra nam nữ không ra nữ rồi tại sao tao phải tin mày Đó bây giờ nếu mà ông, ông ngoại về nhà mọi người hiểu ông ngoại về nhà mà nói ừ rồi là thằng tâm đó thằng thằng con tâm đó mà nó nói vậy vậy đó thôi bây giờ kiếm áo thì bắt đầu là những người ở nhà người ta sẽ chửi nó trời ơi ông ngoại già ông ngoại lẫn rồi ba già ba lẫn ba đi nghe cái thằng bd bóng gió làm cái gì đó là kiểu kiểu như vậy thành ra là ông ngoại mới giấu ông ngoại chỉ ráng tìm ở trong nhà thôi thì ông ngoại tìm xong cho tới chiều hôm đó ông ngoại bắt đầu là mới nói với mẹ mới nói ơi mày về mày hỏi tần uh, tâm coi phải không nha chứ uh, hồi sáng giờ tao tìm banh cái nhà luôn rồi tao không thấy cái áo nào hết trơn đó hôm bữa là chính tay tao với má bay nè với lại mấy đứa mấy sắp nhỏ trong gia đình á là tao dặn vô trong phòng là có cái gì là lôi ra hết quần áo rồi nọ đồ lôi ra lặt nút áo đốt rồi chôn cho nó hết trơn rồi không còn sót cái nào hết trơn đâu kiếm sáng giờ rồi à rồi thì ngay cái lúc này đó bắt đầu là mẹ cũng nói là với bạn tâm nó tâm ơi ừ ông ngoại nói vậy 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 đó thì lúc này bạn tâm bạn cũng gãi gãi đầu nó trời không lẽ mình hết linh thiêng rồi ta mình hết có cái chuyện mà về phần cõi âm mà sao mình không lẽ mình nằm mơ tầm bậy tầm bạ đó rồi thôi cũng bỏ qua luôn ha rồi bắt đầu 2-3 ngày sau Cái đêm hôm đó Trước khi ngủ lại một lần nữa Bạn Tâm bạn nói là khó chịu trong người cái cảm giác này thì bạn nói là thôi không cần phải diễn tả chi tiết chỉ nói nôm na là những người nào có duyên với cõi âm mới cảm nhận được còn những người bình thường như mình á kiểu như là như mình như mọi người đó là chắc sẽ không bao giờ cảm nhận được đâu cái cảm giác nó kỳ lắm nó bức rứt ở trong người mà từ ở bên trong nó giống như là nó có cục lửa bên trong vậy nó cứ sao sao đó nha là biết rồi xong thế nào tối nay cũng nữa nè đó. À, thì đó, đúng y như rằng luôn tối hôm đó lại tiếp tục là cái bà cô đó bà lại xuất hiện ra bà nói trời ơi trời anh sao rồi rồi, rồi rồi mà nói như thiệt nha bạn tâm nói là hiện ra đừng có đừng, đừng, đừng mọi người đừng có xem phim này nọ thấy rồi mỗi lần hiện ra cái nói mà vang vang này nọ đồ thì cũng có đôi khi là có những cái người mà chết quan chết đất cũng có nhưng mà những người nào người ta mất lâu rồi đó thì người ta xuất hiện người ta hiện ra là người ta nói chuyện như người ta như bình thường vậy đó Ê, rồi sao rồi kiếm được cái áo cho ổng chưa trời ơi lần này là hả ông cậu tám mày là ổng dữ lắm đó ngang ổng kêu là là bắt buộc phải kiếm cái áo cho ổng đó ngang thì ở trong giấc mơ bắt đầu bạn tâm nói dạ thì trời ơi mới hôm bữa nói xong sáng hôm sau là là liên hệ với ông ngoại kiếm rồi đó nhưng mà ông ngoại kiếm không có thấy không biết là coi cậu tâm coi ổng có bị nhầm lẫn ổng bị nhầm ổng lộn cái gì không chứ kiếm hoài không có nói trời thần đất quỷ ơi thôi 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 mày làm ơn mày đi kiếm cho kỹ kỹ đi ngang tao nói là ông cậu tám mày là ông dữ dằn lắm đó ông bực bội lắm đó ngang kiếm cho kỳ được cái áo cho ổng đó ngang giật mình tỉnh giấc thì khi mà tỉnh giấc xong cái lần này bắt đầu là mồ hôi mồ kê nó nhiễu nhão mà bạn tao mày nói thêm nha khi mà một giấc mơ đó mà giật mình tỉnh giấc mà mồ hôi mồ kê nhiễu nhão đó ngang thứ nhất là cái giấc báo mộng nó có thật cái thứ hai nữa là chuyện không hay nó sắp xảy ra rồi lần này thật sự là nghiêm túc bắt đầu sáng hôm sau bắt đầu mới nói với mẹ nó mẹ ơi không ổn rồi mẹ ơi mẹ bây giờ mẹ chạy qua bển mẹ kêu ông ngoại nói bây giờ kiếm cho kỹ kỹ giùm con cái đi kiếm kỹ thì là kỹ mình nói là ví dụ như là kẹt tủ này nọ đồ nhiều khi là hả, kẹt tủ nóc giường rồi gầm giường này nọ đồ kiếm kỹ kỹ đi chứ uh, tối hôm qua là bà đó bà hiện về nữa đó bà nói con là là, là là, ông cậu tám ông dữ lắm đó nghe ông 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 này nọ đồ ghê dữ lắm đó thôi thôi đi kiếm kỹ giùm con đó, rồi bắt đầu là mẹ mới đi qua mới nói với ông ngoại nữa Lý do tại sao bạn Tâm không qua trực nói trực tiếp với ông ngoại Là bởi vì hồi nãy mình nói rồi đi qua bển thì bắt đầu là có cô, chú, bác Những người mà không có thích những người đồng tính như bạn bạn Tâm nó mất công rồi cự lộn qua lại Cái nết của bà Tâm này mình nói với mọi người là cũng dữ lắm đó ngang Đó, BD mà BD dữ chứ không phải là, là, là BD hiền như người ta đâu, nó đùa vậy thôi Đó là cái tánh rất là dữ luôn ha đó thành ra là không có qua bển mà nhờ mẹ để mà trung gian để mà nhắc qua dùm, nhắn dùm ha. Rồi là khi qua đây nói như vậy đó thì ông ngoại cũng rất là tin. Ông ngoại tin lắm, bắt đầu ông ngoại lại kiếm thêm một lần nữa. Kiếm nguyên một ngày, ta nói ngang dở tủ rồi khum xuống gầm giường rồi ra sau hè. Nói chung là kiếm bấy nhầy cái nhà. Kỳ lạ một chỗ là vẫn kiếm không thấy mọi người. Lúc đó ông ngoại mới nhắn về nó sao ngộ vậy ta sao không biết nó bị cái gì mà sao tao kiếm hoài không có Bây giờ mày về mày nói với thằng Tâm có làm sao đi nói với nó đi cái bây giờ nó kiếm hoài không có làm sao giờ Lúc này nói lại với bạn Tâm đấy Thật sự là bạn Tâm nói tuy là cũng rành tâm linh thiệt Nhưng mà cái chuyện này nó kỳ lạ quá đi Thường là vong vía về mà nhắn tìm đồ dùm là, ừ, là đặt ở chỗ đó này nọ là kiếm cái là thấy liền à mà sao cái lần này là cậu Tám là người trong gia đình của mình luôn Mà nhờ mình kiếm đồ mà kiếm hoài không ra là sao kỳ vậy ta À Rồi Thì bắt đầu đêm hôm đó mới vừa đêm hôm trước Qua cái đêm thứ hai thôi lại tiếp tục gặp nữa Mà lần này là đích thân cậu Tám hiện ra luôn Giống như là cũng lúc đó cổng cộng mất là cũng gần cái thất đầu tiên rồi thành ra là cái như là đã cái 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 gì hồi nãy mình nói là nó cũng đã đầy rồi thành ra là bây giờ có thể là tiếp cận gần với bạn tâm luôn thì ở trong cái giấc mơ đó đó là cổ cậu, cậu tám hiện ra với một cái hình hài rất là hung dữ luôn à không phải là hình hài ma quỷ nha mà là hình hài hung dữ đó mới lại gần bắt đầu là mới lấy cái tay mới kiểu như là mới bấm vô trong cái dai nè kiểu như mình dịnh cái dai của bạn tâm mới bấm như nè nó tâm ơi là tâm mày đi kiếm cho bằng được cái áo cho tao nha kiếm không được cái áo đó ngăn tao bóp cổ mày chết tao lôi mày theo luôn nha tâm nha mày kiếm cho được cái áo cho tao nha đó là dữ dằn như vậy bắt đầu là tỉnh giấc khi mà tỉnh giấc nha bạn tâm bạn nói đó cỡ cái vai của bạn mà nó đau luôn á cái vai của bạn mà nó nhức nó mỏi như vậy nè đó thì ngay lúc này mà bắt đầu là bạn tâm bạn mới <laughs> từ mọi người ha giống như cái kiểu gọi là than thân trách phận á trời ơi trời đã uh, sinh ra là bê đê bóng gió đã khổ rồi mà còn gặp thêm cái nghiệp cõi âm này nữa rồi gặp thêm ông tám nữa mình mình đâu phải là cái người mà mình giấu cái áo của ổng đâu ổng hiện ra thì cái người nào giấu đó thì bắt đầu là đi hiện với kiếm cái người đó Chứ mới giờ hiện ra mình rồi còn bóp dai mình đau muốn chết đã thân đàn bà con gái yếu, yếu yếu đầu tư mà đã là bạn tâm bạn kiểu như là bạn tự nói mình như vậy thì rồi lúc này bắt đầu là chịu hết nổi đây thì bắt đầu là bạn tâm mới đích thân đi qua nhà ông ngoại luôn kệ bây giờ ai chửi mình ừ, này nọ nọ kia kệ đi rồi ai kiểu mình mê mê tính gì đó kệ đi qua bên bệnh mới nói với ông ngoại nói, ông ngoại ơi giúp con một cái đi tối hôm qua ngăn Hai bữa trước đó cậu Tám còn nhờ người này người kia tới báo mộng còn đỡ. Tối hôm qua cậu Tám ổng hiện về luôn. Ổng hiện về luôn, ổng bóp cái vai con đau điếng, ổng nói bây giờ kiếm không được là ổng bắt con theo luôn đó. Trời ơi cái này không có giỡn đâu, con sợ lắm nha, ông ngoại ông ngoại kiếm giùm con đi. Bắt đầu ông ngoại ông cũng vậy, thì bắt đầu bạn tâm bạn chịu hết nổi rồi, thì ông ngoại là nói dù gì cũng là con cháu của mình. Thành ra khi mà nghe như vậy ông ngoại tin tâm linh mà Ông ngoại mới đầu mới bực bội quá đi Ông ngoại mới đi vô nhà mới la ầm ầm luôn Rồi mấy đứa bay đâu rồi đi ra đây tao biểu coi là Mấy đứa bay có đứa nào đó mà giấu cái áo của cậu Tám mày không Lúc cậu áo của cậu, cậu, cậu Tám mày chết nè đó rồi tao nhờ tôi bây giờ lặt lúc áo đồ dùm có đứa nào giấu áo hay không Nói tao nghe đi ba bốn bữa nay tao kiếm hoài tao kiếm không ra Kiếm mà không được cứ ngang cậu Tám mày Tao nói mày chết đinh thiên lắm đó cái nết của nó nghe, lúc lúc mà sống cái đôi dép nó xúc đó ngang mà tao đòi dục thùng gác mà nó còn cự tao cho được đó bây giờ á một cái áo như vậy là hả bây giờ kiếm không được nó ngang là nó kéo con nó kéo thằng tâm đi một cái đó nghe. là nhà mình là chưa tới một tháng là có hai cái đám ma đó nói cho tụi bay nghe vậy à thì rồi lúc này mới lòi ra thì mình nói nôm na với mọi người đó là lúc đó là một cái thằng kiểu theo như bạn tâm bạn gọi đó là một cái thằng út cũng dạng như là con cháu trong gia đình và cũng ngang bằng dai dế với lại bạn tâm luôn à giống như là kiểu như con cháu anh em họ kiểu kiểu như vậy đó thì lúc này đó cái người đó mới nói đó ủa Vậy mấy nay ông ngoại kiếm cái áo Trời ơi đúng rồi Thì hôm bữa nói nào ngay thì uh, Lúc đám ma cái ông ngoại Kêu con vô lục cái tủ của Cậu Tám đó Thì con thấy có cái áo màu đỏ đẹp quá Mà trời ơi hả bây giờ dục ổn cái áo mới chát luôn còn cái mùi keo luôn đó thành ra cái <laughs> cái con xếp cái con bỏ vô túi con tính để hủng thẳng vài bữa nữa con lấy ra con mặc đi ăn đám cưới áo màu đỏ đẹp lắm mới chát vậy trời ơi lặt nút áo rồi đốt xuống uổng quá trời uổng ông ngoại nó trời ơi mày làm vậy là chết tao rồi sao mà trời ơi thôi bây giờ trả lại đây đi để ông ngoại đem xuống ngoại đốt cho cậu tám cậu tám hiện ra rồi linh thiêng lắm nha dữ dằn lắm nha thì mọi người nên nhớ đó Cái thằng Úc rồi đó Và ba mẹ của nó luôn Là một trong những cái người ở bên cái phe Mà không có tin vào tâm linh Bên cái phe mà ghét những người Mà đồng tính luyến ái giống như là Giống như là, là bạn, bạn Tâm đây đã thành ra bắt đầu chửi bới bắt đầu nói lên nói trời ơi ba ơi thôi trời ơi cái áo không mà chết là hết ông tám kỹ lưỡng cỡ nào đi chết cũng là hết tao nói nhiều khi nó ngang cái thằng tâm bê đê bóng gió đó nó nói tầm bậy tầm bà mà ba nghe nó làm cái gì mệt ghê nam không ra nam nữ không ra nữ nhiều khi đó rồi nó nó, nó mơ mậy bậy bạ mộng mị bậy bạ nó tới nói vậy thôi chứ tụi con không có tin đâu bây giờ cái áo đó thôi cứ để cho thằng út con của con nó mặc cái áo biết bao nhiêu tiền còn mới chát luôn mà tự nhiên đem đốt ổn quá. Đó. Thì lúc này đó bắt đầu là ông ngoại mới cự mà nó thôi, bây giờ cái áo không có bao nhiêu tiền ở trơn đó, bây giờ cái áo đó nhiêu tiền nè. Tao đưa tiền tụi bay tụi bay ra chợ tụi bay mua cái áo khác. Được chưa? Trả cái áo lại đây để tao đốt cho con tao, tao đốt cho cậu tám của thằng của thằng tâm để mất công thằng tâm nó bị này bị nọ nữa. Mấy cái chuyện này là nó nên tin có thiệt đi thì những cái người kia bắt đầu cũng cự nữa nó cái vấn đề không phải là bao nhiêu tiền cái vấn đề ở đây đó là cái chuyện mê tín dị đoan cái chuyện ở đây là cứ, cứ kiểu như là cứ xoáy vô cái chuyện mà ờ à, là đồng tính của bạn tâm nè mọi người cái chuyện ở đây là ba lại không có nghe lời tụi con trong khi tụi con ở chung nhà với ba phụng dưỡng cho ba cơm nước này nọ đồ đó thì đám ma của thằng cậu tám đám ma của thằng tám tụi con cũng đứng ra lo còn cái thằng mà bê đê bóng gió đó nó có lo được cái gì không nó qua nó thấp có một nén nhang mà cái cử chỉ nó đi mà nó lả lướt nó ẻo lả liếc tới liếc lui là đã bực rồi rồi bây giờ đó nó ngăn hết đám ma xong nó nó còn mơ mộng bậy bạ nó tới nó nói với ba cái ba cự tụi con thôi tụi con không có trả lại cái áo ở đâu không phải cái vấn đề cái áo nó bao nhiêu tiền mà cái vấn đề là ba tin nó mà ba không tin con ba tin cái chuyện tâm linh bậy bạ tầm tầm xào Ba láp không à đó mọi người hiểu được cái vấn đề ở đây chưa là những người ta không quan trọng cái áo quan trọng là à, là chuyện không tin như vậy thì rồi lúc này đó bạn tâm mà nói và đứng rất là tức mọi người nghĩ đi đặt tình trạng mọi người những người nào mà đã từng chơi hay là có những cái mối quan hệ với những cái người mà mà đồng tính đó, đứng ở đó mà nghe nói một tiếng là đồng tính hai tiếng là bd ba tiếng là bóng gió mà chửi bới tùm lum thì rất là tức và rất là tự ái nói gì nói người ta vẫn là phụ nữ ở bên trong người ta vẫn là con gái người ta có cái lòng tự tôn của người ta đó thì lúc này là gọi là giọt nước tràn ly thành ra đó là bạn tâm bạn mới đứng bạn mới chấp cái tay như vậy là tại vì đang đứng ở nhà ông ngoại thì ngay chỗ có cái bàn dông của của cậu tám đó Mấy chấp cái tay nói là cậu Tám, cậu Tám thấy rõ ràng nha cậu Tám nha, cậu Tám là báo mộng cho con, con biết là Ừ là trong gia đình là con là là có cái 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 phần âm là con hợp với cậu Tám, cậu Tám hiện gì cho con Thì bây giờ đó con đã con đã làm hết sức có thể rồi đó, con qua đây con nói rõ ràng như vậy rồi đó Mà họ lấy cái áo, cái người nào lấy thôi cậu Tám biết rồi Cậu Tám đi đòi họ đi, cậu Tám đừng có đòi con nữa, con trời ơi sinh ra bê đê bóng gió con khổ lắm rồi đó bây giờ con con qua đây con làm hết sức rồi cậu Tám muốn cái gì cậu Tám cứ làm đi chứ con chịu hết nổi rồi không có chịu mà đứng đây rồi chửi trên đầu trên cổ con được đâu. Đó cái bắt đầu liếc kiểu như liếc kiểu xéo sắc á mọi người ha, liếc kiểu xéo sắc cái bắt đầu là đi về, bỏ đi về luôn. Đó thì khi đi về trong nhà cự lộn quá lại, quá trời luôn mà mà một mực nha ngộ lắm nha một mực là ba mẹ con út thôi. một mực là không trả cái áo mình không hiểu lý do tại sao giống như là họ giữ cái áo để mà họ dằn mặt ông ngoại vậy đó họ dằn mặt là, là tại sao mà lại nghe lời bạn tâm là kiểu như vậy đó à rồi bắt đầu đi về ba bốn bữa sau lúc này đó bắt đầu là mẹ của bạn tâm mới nói nó tâm ơi không xong mà tâm ơi thôi 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 bây giờ mày chạy qua bên nhà ông ngoại đi thôi thôi con không qua đâu cái chuyện đó là, là bữa là con đã bị hả báo mộng này nọ nè không con gái của mẹ đã bị báo mộng này nọ đồ cậu thám cổ về hả cậu bóp vô cái dài con đau muốn chết luôn hả con qua bển hả con làm tùm lum tùm la con nói vậy rồi đó mà gia đình bển chửi con nào là bê đê bóng gió này nọ đồ bê đê đó, ăn hết của ông nội nó hay gì mày chửi lum, lum la hết trơn thôi con không qua nữa đâu nói, thôi trời ơi mày bớt nóng đi mày qua bển mày coi kìa bây giờ cái thằng út cái gì đâu mà nó quậy phá trong gia đình nó đập đồ đập đạt rồi nó gừ lên gừ xuống mình y như một con chó vậy đó một mà bển mày coi nó coi chừng dài bữa nữa thì trời ơi nói nào ngay thì nó cũng là anh em họ của mày mày qua mày coi coi sao chứ không lẽ giờ mình để thấy người ta chết vậy rồi rồi mình mình không có ra tay hay sao Đó, thì rồi lúc này nghe tới cái chuyện tánh mạng thì thật sự mà mọi người đúng không biết là ghét như vậy nhưng mà thôi cũng là là cái chết mà thành ra thôi cũng đi qua để mà coi lúc này khi mà đi qua coi đó nha lúc mà bạn tâm bạn nó bạn qua tới đó là ba mẹ con út đó, đó là đã trói nằm trên giường rồi đó mình nói là trói trời trói hai ta hai chân vô bốn cái góc giường như vậy mà nằm trên đó mà gừ mà làm cái ghê lắm kìa làm dứt quá dứt lại rồi gừ 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 mà không có nói tiếng nào chân mà chỉ gừ thôi gừ xong mình la hét này nọ rồi tụi tùm la không nói được tiếng người luôn đó thì rồi lúc này bắt đầu thấy tình cảnh như vậy đó thì bắt đầu là bạn tâm bạn mới đi vô bạn mới vận dụng những cái kiến thức tâm linh của bạn đó thì bạn mới bạn có một cái dòng mà nói một cái dòng là cái dòng đặc biệt nha đã bắt đầu bạn mới tháo cái dòng đó ra bạn mới để lên trên cái đầu của của Út như vậy nè bắt đầu là bạn mới niệm những cái câu kinh kệ mà bạn được biết đó thì khi mà niệm xong như vậy bắt đầu là cái 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 cái, cái thằng út đó, đó nó mới dịu dịu từ từ và bắt đầu là nó nó quay qua nó ngủ nó nằm nó ngủ tự nhiên niệm xong bắt đầu nó ngủ tỉnh bơ như vậy à đó thì ngay lúc này đó là bạn tâm bạn kiểu như là bạn muốn làm cho hết luôn có nghĩa là muốn uh, uh, cho ngủ xong bắt đầu quay qua nó ừ thôi bây giờ đó là là uh, mở mở sáu rồi nội rồi coi lấy cái áo đi thôi giờ trả cho cậu tám đi để mất công là cậu tám hiện về chưa kịp nấu gì hết trơn đó nha. bắt đầu là chính đích thân ba mẹ con út nói luôn tự nhiên đứng nó kiểu như là họ rất là cứng đầu mọi người hỏi nói gì nè nói gì đó, tao nói thiệt cho mày nghe Tâm ơi. bà kêu được cái cái chuyện mà mà hả, tâm linh tâm đồ rồi bậy bạ bóng vía này nọ rồi tao không có tin đâu tao nghĩ chắc cái ngàn út chắc là nó bị bệnh thần kinh hay sao đó chẳng qua là tao thấy mày mát tay tao kia mày qua mày làm mày nguôi ngoai cho nó thôi chứ uh, bây giờ uh, nó chắc bị điên bị khùng rồi quá có nghĩa là vẫn không tin luôn thì bắt đầu là lúc này thì bạn tâm bạn cũng nói nha thôi đáng lẽ nếu như người ta từ bi hỷ xã đó người ta không tính toán đâu người ta ừ thôi bây giờ nói gì nói thôi bây giờ mình sẽ giúp cho hết cho hết cái khả năng của mình nhưng mà do thì xin lỗi mọi người là lúc đó thì bạn tâm thì bạn cũng giống như là cái cái lòng tự tôn mới nổi vậy đã kêu mình qua đây giúp đỡ mà cuối cùng lại không tin nữa bắt đầu quan tâm bạn đứng đây ơi vậy thôi 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 mở sáu với cậu sáu không tin thôi thôi giờ con đi về thôi đừng kêu con qua nữa nghe không đứng lên đi về luôn tôi nghĩ là mới vừa giúp được khoảng cỡ 50% phần trăm thôi đó là do cái lòng tự tôn nổi vậy thôi đứng lên đi về luôn rồi thì khi mà đi về như vậy cũng khoảng cỡ hai ba bữa sao thôi lại tiếp tục thằng út nó lại tiếp tục nó dữ hơn mà và cái lần này nó nha là nó nghiêm trọng hơn luôn theo như cái lời kể của mẹ bạn Tâm mà mẹ bạn Tâm nói thôi bây giờ mày làm ơn làm phước mày qua bển thêm lần nữa đi. Lần này không nha nó thôi má ơi trời ơi mệt quá bữa qua bển là con qua con giúp chứ đâu phải là không đâu. Qua bển xong con vừa mới giúp được có chút xíu và con mới vừa đọc được mấy bài kinh bài kệ mà má thấy rõ ràng không con đọc kinh đọc kệ là thằng Út nó nằm im. Đúng không? Nó nằm im trên giường nó ngủ ngon lành vậy nọ rồi bây giờ là chỉ yêu cầu lấy cái áo rồi lại ngay chỗ bàn thờ đốt lên cho ông cậu tám cái thôi đó mà bây giờ bác nói không tin này nọ thôi con bực con đi về lần này con không qua đó đâu hả à, rồi thì lúc này mẹ mới nói thôi bây giờ mày qua thêm lần nữa đi tao đảm bảo với mày luôn nha cái lần này đó là cậu sáu với mợ sáu mày không dám nói cái gì của mày không có dám nói cái gì mày hết trơn lắm nói sao má biết ông ổng bả lì lợm đó ông bả không có tin tâm linh lắm lì lợm lắm mà qua chửi con tùm lum hết trơn á Nói không, tại vì lần này á, nếu mày không qua thôi Chắc là hôm nay mày không qua, ngày mai mày ăn đám ma cũng ngốc luôn đó Tao nghe nói cái gì mà nó nằm ở trên giường rồi nó la hét Nó kêu là tao giật cho mày chết Tao giật cho mày chết Cái áo mày lấy của tao Cái áo mày lấy của tao Nó giật cho mày chết Hình như đó thiệt sự là cậu Tám nhập vô nó rồi hay sao á con ơi Con bảnh con coi thử coi sao À rồi thì nghe tới đây rồi thôi Biết làm sao giờ cũng phải đi qua để mà giúp Thì khi đi qua đây rồi nha Trời ơi cái mặt của ông mở 8 với ông mở sáu với ông cậu 6 Lúc này mọi người thấy được thấy thương luôn Mặt xanh lè xanh lét nha Mà ngồi im ru mà sượng ngắt mọi người Cái mặt sượng mọi người hiểu Cái mặt quê cái mặt sượng nó ngồi im ru đó bắt đầu là hả bắt, bắt đầu là bạn tâm bạn đi vô mà nói là y, y như là gọi là má thiên hạ mẹ thiên nhiên vậy đó vô mà không có ai dám nói tiếng nào hết trơn nha nhưng mà khi vô tới trong phòng rồi đó thì mới thấy thật sự là út nó nhìn rất là đáng thương luôn cái lúc này đó mọi người biết cái thằng út đó nó cắn cái răng như vậy nè Kiểu như ngắn nghiến cái răng như vậy áo của tao áo của tao rồi giật cho mày chết rồi giật cho mất kiểu như vậy đó kiểu như là kiểu như là cắn răng tới nổi đó mà mấy cái nú á mấy cái nú răng đó, nó xì ra máu luôn cái miệng máu không mà lúc mà mím môi là mím lại như vậy là mím mà gồng lên đó mọi người mím mím lại mà cái môi nó muốn nó muốn tét cái môi ra à luôn nha tay chân nó là gân guốc nha kiểu như là cái thần mà cột trên tay như vậy mà dùng dãy á, mà ngay chỗ cái cổ tay nó xước xước máu không luôn đầu tóc tôi nói bù xù mà con mắt nhìn rất là dại bạn tâm nói là nhìn con mắt rất là ngay dại luôn nó nó nhìn nó kinh dị dữ lắm kìa đó đúng thiệt luôn nếu mà bạn tâm không qua kỳ này là chắc tối nay dữ lắm là tới sáng mai là chết rồi chứ không còn sống nổi đó rồi khi mà đi qua đây như vậy rồi lại tiếp tục tháo cái dòng đó để trên đầu xong rồi niệm những cái bài kinh của bạn tâm bạn biết ha những cái bài kinh phật ha thì khi mà niệm xong đó thì bắt đầu là cái cái cái, cái người cái thằng út vậy đó bắt đầu là nó mới nhẹ người từ từ nó mới nằm im rồi sau đó bắt đầu là mới quay qua rồi sao bây giờ sao bây giờ là có lấy cái áo qua đây cho tôi không à Rồi thì những người nhà bắt đầu mới đem cái áo ra Cất đâu trong tủ đó Đem cái áo đúng thiệt Một cái áo màu đỏ mà rất là đẹp Nhìn cũng có vẻ là à, khá là đen luôn Để những người người ta hay đi mặc đám cưới Đi đám tiệc rồi đó ha mọi người ha Mới đem ra như vậy Bắt đầu là bạn Tâm này bạn mới đem ra ngoài Kiểu như là trước nhà đó Bắt đầu là mới kêu đi mua dầu hôi Rồi gạo đồ này nọ đồ, đồ ha Bắt đầu là mới đốt Vừa đốt bắt đầu là mới à, Mới niệm những cái bài kinh À, mới niệm những cái bài kinh bạn tâm bạn nói ở đây đó nếu mà ngay từ đầu trả đó thì không cần niệm kinh niệm phật gì ghê gớm hết chỉ cần lại chỗ bàn thờ đốt một cái nó ừ thôi cậu tám ơi bây giờ là cái áo còn trả cậu tám ngang ừ cậu tám đừng làm hại út nữa ngang thì ok nhưng mà cái lần này do đó là mở sáo với lại cậu sáu kiểu như là lì lợm quá không có chịu trả để làm cho cậu tám giận dữ rồi đó thành ra lần này là phải có những cái bài kinh kệ mình nói giống như là vừa trả đồ mà vừa năn nỉ gì đó à những cái bài kinh á là mục đích là để năn nỉ cho cậu tám thôi đừng có giữ nó đừng có mày giống như là dựa vô thằng út nữa để mất công nó chết này nọ đồ á đó. đó rồi bắt đầu lấy cái thao bỏ cái áo vô là bỏ dầu hôi vô đốt này nọ rồi bắt đầu đọc kinh khấn này nọ đồ khấn suốt luôn mọi người biết á một cái áo mọi người đang mặc như thế này nè cái áo bằng giấy đó mọi người đốt tầm khoảng cỡ 30 giây một phút nó cháy hết nha nó cháy rụi nha còn cái áo vải của mọi người đang mặc mà một cái áo sơ mi tay dài nữa, mọi người đốt nó lâu dữ lắm nó mới rụi được. Đổ dầu hôi vô mà mua một bịch 5 ngàn dầu hôi, một bịch trà bá lửa đổ vô như vậy đốt cũng khoảng cỡ nửa tiếng đồng hồ đó, nó mới rụi được. Thì trong vòng nửa tiếng đó đó ngang bạn Tâm phải đứng ra phải trì kinh kệ nọ là những cái bài kinh kệ năng nỉ đó. Đó là nói ừ thôi đừng có giận kiểu kiểu như vậy đó là phải trì suốt nửa tiếng đồng hồ như vậy cho tới khi nào đó mà cái áo nó rụi thì thôi bắt đầu là mới hết độc à thì ngay lúc đó vừa hết cái, cái áo nó vừa hết kinh mà vừa hết một cái thôi đó nha là ở trong đây thằng út nó trở lại bình thường nó trở lại bình thường mà nó còn hỏi gia đình là lý do tại sao là còn trói nó này nọ đồ rồi nó cảm giác là cái miệng nó đau rồi cái lưỡi nó đau nó không hiểu có, có nghĩa là cái thằng út nó không hề nhớ tới cái gì hết trơn À, nó không hề nhớ nó chỉ nhớ tới cái lúc mà ừ bên nhà ông ngoại rồi cự qua cự lại hai ba bữa trước đó cự lộn bên nhà ông ngoại xong tối nó về nó ngủ là hết nhớ cái gì luôn là bắt đầu từ tối hôm đó là bắt đầu là bị nhập bị dựa suốt mấy ngày trời như vậy luôn rất là tội nghiệp à rồi thì cái câu chuyện á, nó chưa ngưng ở đây luôn bắt đầu lúc đó thì đương nhiên rồi cái 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 cặp mắt của mợ sáu và cậu sáu đó đối với lại bạn tâm người ta nói là mà xã hội mà mọi người đừng có nghĩ là khi mà làm như vậy rồi đó là cậu sáu với mợ sáu với lại thằng út là nó sẽ biết ơn riêng thằng, thằng út thì chắc có thể là ừ là nó sợ nó nể nó biết ơn thôi còn cậu sáu mợ sáu á, thì mới đói cho con mình hết bệnh bắt đầu là cũng liếc tới liếc lui có vẻ như là bằng mặt nhưng mà không bằng lòng đó sợ thì có sợ tin thì có tin rồi đó nghe nhưng mà giống như cái lòng tự ái của người ta mà thành ra là người ta cũng cái kiểu như là người ta vẫn kiên quyết là bóng gió này nọ thành ra là cũng liếc 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 như vậy bằng mặt không bằng lòng đâu đó. À, nhưng mà rồi thôi bạn tâm cũng không có để lòng làm gì đâu miễn sao thôi mình làm đúng trách nhiệm của mình là được ha nhưng mà rồi câu chuyện chưa kết thúc khoảng cỡ 3 4 tháng sau thôi, hôm đó bắt đầu là mới rộ lên một cái tin cả một sớm một làng luôn. Rộ lên cái tin là cậu sáu với mợ sáu là bị giang hồ dí rồi bể nợ bây giờ là bỏ trốn luôn. Bỏ xứ đi luôn là dẫn theo ông Út là bỏ xứ đi luôn như vậy luôn. À thì vừa mới nghe tin buổi sáng thôi, buổi tối hôm đó bắt đầu lại tiếp tục nằm mơ. Thì khi bạn Tâm mà nằm mơ thấy rõ ràng cậu Tám hiện về mặc cái áo màu đỏ cái áo mà cái nguyên nhân của cái câu chuyện đó là đặt mặt đúng cái áo đó hiện về mà hiện về với một cái thái độ không còn hung dữ đâu mà một cái thái độ nó rất là nghiêm túc mới vô mới nói như vậy nè nói mợ sáo với cậu sáo mày nó ác lắm xấu dữ lắm biết làm sao mà làm đám ma cho tao mà làm đám ma rền rang không lúc tao sống ông bả cũng không có coi tao ra cái gì đâu Trời ơi ha làm đám ma cho tao lớn vậy đó Để lấy tiền phúng điếu đó Lấy tiền phúng điếu của tao xong nha Ba cái bắt đầu nha Con vợ đó thì cờ bạc Thằng chồng nó thì đề đớm Ta nói nha quýnh con nào tao cho chật con đó Quýnh con nào tao cho chật con đó Cờ bạc quýnh đâu thua đó Quýnh đâu thua đó Tao cho hả đổ nợ luôn Tao cho bỏ xứ đi luôn Tao không có cho ở trong xóm này nữa đâu Có cái áo của tao không mà Mà cũng lấy cũng giấu này nọ đồ đó tao cho đi luôn đã rồi nói xong cái bắt đầu là tỉnh giấc à thì khi mà tỉnh giấc như vậy rồi thì lúc đó à mới nghĩ là tất cả mọi chuyện nó mới sâu chuỗi tất cả mọi chuyện lại mới biết được à lý do tại sao là cậu sáu với mợ sáu đó nghe một mực là không tin vô chuyện tâm linh tất cả mọi thứ chỉ để giấu cái chuyện mà hai vợ chồng biển thủ cái tiền đám ma của của cậu tám để mà dùng để mà à, cờ bạc để đề đốm như vậy ha mọi người ha à rồi đó đó là kết thúc cái câu chuyện cái câu chuyện đầu tiên của một bạn của xin giấu tên mà mình đặt tên tâm nha thì đó đó là một cái dạng mô tiếp chuyện là một cái một cái màu sắc như vậy để cho mọi người làm quen với những cái mẫu chuyện này thì những cái câu chuyện về sau nó cũng có cái màu sắc tâm linh mà kiểu như là nó hơi có vẻ gọi là thầy bà chắc những người nào mà nghe chuyện của mình là sẽ không có quen với những câu chuyện này nhưng mà mình vẫn quyết định kể thứ nhất là bạn tâm này rất là có tâm gửi về cho mình những cái văn vở này những cái những cái câu văn này nọ đồ rất là chi tiết luôn đã là rất là có tâm với cái câu chuyện của chính bản thân mình đâm ra mình quyết định mình kể lại à, và bản thân mình đó nha thì mình mình vẫn tin cái câu chuyện này là những cái câu chuyện nó có thật bởi vì ở trên đời này thật sự tâm linh đó mọi người nếu mọi người tìm hiểu kỹ tìm hiểu rõ về tâm linh mọi người biết là tất cả mọi chuyện nó đều có thể xảy ra ha mọi người ha à rồi đó là cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay bây giờ là mình sẽ qua cái câu chuyện thứ hai cái câu chuyện thứ hai đó thì nó ngắn hơn một chút xíu nhưng mà nó cũng không có kém phần kinh dị luôn ha mọi người ha và cái câu chuyện này đó nói về một cái lần mà bạn tâm rồi đó bạn chứng kiến một cái vụ tai nạn thì cái hôm đó đó thì bạn có một cái cuộc hẹn đấy như lại những chị em của bạn nó ra ngồi cà phê rồi nói chuyện này nọ rồi á thì bắt đầu là tới khoảng cỡ chín mười giờ thì cũng giải tán bắt đầu là cũng chia nhau để mà đi ra về thì trên đường về như vậy lúc đó thì trời cũng đã nhá nhem tối rồi. Khi mà trên đường về như vậy thì bạn thấy xa xa là có những người ta bu đông lại ở giữa đường thì theo như bạn nhìn thì bạn biết chắc chắn đó là à, một là quýnh lộ quýnh ghen, hai là tai nạn xe cộ rồi thôi. Thì bắt đầu à, khi mà tới đó như vậy đó bạn đứng thì thật sự là bạn nói là bạn kiểu như đông lắm người ta đang bu lại thành ra là bạn chỉ đứng từ xa xa bạn dòm thôi do là người ta bu đông người ta chặn hết đường rồi bạn không có đường bạn qua thành ra là bạn cũng đứng xa xa cách tầm khoảng cỡ năm mười mét bạn đứng bạn đợi khi nào người ta giãn giãn bớt rồi mình uh, lái xe bạn mình lái xe mình đi qua nói thì nói chứ mặc dù là bạn cũng đồng tính thiệt nhưng mà bạn cũng không có nhiều chuyện đâu mấy cái chuyện đó với lại tai nạn rồi những cái điều mà tâm linh này nọ đồ đó thành ra là bạn cũng không có 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 tham gia vô quá nhiều nhưng mà khi bạn đang đứng như vậy nè Thì bắt đầu là bạn mới nghe cái âm thanh Bạn nghe âm thanh là có một cái người Một cái người phụ nữ người ta Chắc cái người đó cũng bạn nói là cũng tầm khoảng cỡ bốn mươi mấy tuổi rồi đó Là họ đang đứng và họ ra sức Và họ kêu người này kêu người kia đứng ở trong lề Kêu rồi nọ rất là nhiều Mà trong khi người ta đang tụ tập là người ta đang Ôi trời ơi tội nghiệp quá Trời ơi chắc chết, chết rồi quá Biết chừng nào cũng an mới tới Trời ơi này nọ được kiểu vậy đó nhưng mà rồi thì có bà kia bà không có tham gia trong câu chuyện đó mà bà đứng ở trong lề bà kêu người này người kia bà kêu lớn như vậy nhưng không ai nghe được tiếng kêu của bà ngoại trừ bạn tâm thì do là bạn tâm chưa có nhìn được cái xác nằm ở trong đó thành ra bạn tâm chưa biết cái người mất là ai À, thành ra bạn tâm nhìn nhìn bà này cái bắt đầu là lúc này khi khi mà thấy bà này bà la lại ông sầm mà không có ai nghe rồi đó thì bạn tâm mới đoán là khoảng cỡ 90% là bà này chắc làm cái vong đã hiện ra rồi cái vong cái như là cái hồn đã xuất ra đứng ở trong lề còn cái xác đang nằm ở đó à, thì rồi ngay cái lúc này thì bạn tâm mới biết rồi xong cái duyên của mình tới lý do tại sao mình nói là như vậy bạn tâm mới nói đó là bạn chứng kiến rất là nhiều cái vụ tai nạn không thấy gì hết trơn đó thấy tai nạn thậm chí là có những lần bạn còn chủ động bạn đứng đó bạn kiếm bạn dòm xung quanh coi là vong vía là có xuất ra hôn để bắt đầu là bạn cũng lại bạn khuyên nhủ này nọ rồi bạn nói những cái người mà khi người ta mới vừa mất nhất là mất mà một cách đột ngột quá bất đắc kỳ tử đó là người ta rất là hoảng loạn và khi người ta hoảng loạn như vậy đó nha thì những cái vấn đề về kiểu như là ngạ quỷ này nọ rồi rất là dễ tiếp cận để mà bắt đầu là dẫn dắt người ta theo con đường ngạ quỷ luôn thành ra là có rất là nhiều lần bạn thấy tai nạn xe nọ đồ bạn cũng ra bạn dòm dùng cái cặp mắt của mình để mà dòm cặp mắt âm dương đó để mà dòm tới dòm lui nhưng mà không thấy có nghĩa là duyên không có tới à, duyên không có tới lần này bạn cái duyên nó đã tới rồi cái nghiệp nó đã tới bạn mới thấy được cái vòng mà người ta hội hiện hồn ngay đó rồi bắt đầu là bạn mới tới bạn hỏi, bạn hỏi thăm, bạn hỏi tên, tuổi này nọ đồ thì bà kia bà mới nói bà cũng nói tên nói tuổi xong nói sao kỳ cho con sao mà cô đứng ở đây mà cô kêu quá trời kêu sao, sao cô mới chạy xe đây rồi cái chiếc xe của cô ở đâu mất tiêu rồi mà sao người ta bu bu lại người ta làm cái gì mà cô kêu hoài không có ai trả lời hết. Đó rồi thì ngay lúc này bắt đầu là bạn tâm bạn mới đứng bạn nói giống như là một cái lời tâm sự như một cái lời dẫn dắt vậy đó. Thì bạn nói dạ cô ơi. Thiệt ra đó là cô đã chết rồi thật ra là cô đã đã, đã chết rồi bảy con đừng nói gỡ tự nhiên chết là chết vì cô còn đứng đây cô còn đang nói chuyện với con mà 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 cô chết là cô chết làm sao đã thì ngay lúc này cái bắt đầu là người ta mới giãn ra bắt đầu là có những người người ta ginh cái xác đó tại vì nằm giữa đường mà người ta mới rinh cái xác đó vô lề bắt đầu là người ta giống như kiểu là đắp chiếu rồi nọ đồ lại đó ha thì ngay lúc đó bạn mấy chị đó cô thấy không đó là cái phần cái phần xác của cô đó là người ta là đã, đã đắp chiếu rồi thôi thì cô cũng đã chết rồi. Rồi mọi người nói đây là một cái trải nghiệm bạn tâm nói là thật sự là bạn cảm nhận đó là một cái món quà của 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 của, của tự nhiên cho bạn luôn á là bạn có thể chứng kiến được khi mà cái vong hồn họ thấy được cái xác của mình đó họ hoảng loạn họ hoảng loạn cực độ mọi người tại sao là hoảng loạn tương lai con cái gia đình chồng con rồi báo hiếu cho cha mẹ chưa có làm được cái gì hết trơn mà bây giờ mình lại là cái phần hồn mình đang nhìn cái xác của mình thì hỏi mọi người coi nó có hoảng loạn hay không đó rồi thì ngay lúc đó bắt đầu là bạn mới uh, dùng kinh dùng kệ bạn nói thôi cô ơi bây giờ là cô à, uh, nên bỏ đi cô nên chút bỏ đi bây giờ dù cô có làm cỡ nào đi chăng nữa thì cô cũng không có thể nào mà sống trở lại và cái quan trọng nhất đó là bây giờ là cô phải thật sự là bình tĩnh cô phải tin vô cái 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 đạo của mình ví dụ như cô đạo chúa thì cô tin bên chúa còn cô đạo phật cô tin bên phật chứ không có phải là bắt buộc là cô phải tin bên phật là kiểu kiểu như vậy ha mọi người ha đó là cô nên tin tin vào cái đạo của mình là những bất kỳ đạo nào cũng vậy cả đều sẽ có một cái phần giảng dạy về sau khi mất ví dụ như là bên chúa là sẽ lên thiên đường còn bên phật là sẽ đi đầu thai chuyển kiếp kiểu kiểu như vậy đó mọi người đó là cô phải tin tưởng vào cái đó bởi vì khi mà cô mất như vậy sẽ có rất là nhiều những cái thành phần xấu như là ngạo quỷ sẽ tiếp cận với cô và cô sẽ không có siêu thoát được cô sẽ làm cái vong hồn vất va vất vưởng ở ngoài đường mà người ta hay nói là ờ là rằm tháng 7 nha những ngày của cô hồn rồi cúng mùng hai mười sáu để cô hồn vất va vất vưởng đó đó thành ra là cô nên cẩn thận những cái điều đó bắt đầu là bạn mới đứng bạn giảng những cái bài đó cho 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 cô đó nghe thì ngay cái lúc này đó là cô thấy bắt đầu bạn thấy đó là kế bên cô xuất hiện ra một cái bóng đen à và cái bóng đen này mới nắm cái tay của cô này và mới dắt cô đi và lôi cô đi rất là lẹ à thì ngay lúc này bắt đầu là cái bạn tâm này bạn mới nhận ra à thì ra cô này mất á, là do cái vong đó họ đẩy đó những cái vong khi mình mọi người có từng nghe kể những cái câu chuyện mà vong họ mất xong bắt đầu là họ kiếm những cái người người thế mạng đó mọi người họ đẩy cho mất bắt đầu là để mà thế vô chỗ của họ để mà họ có thể được đi đầu thai kiểu kiểu như vậy đó thì cái vong cái bóng đen đó, đó chính là cái người đã đẩy cho bà cô này vào cái chỗ chết à thì khi mà nhận ra cái chuyện đó là bắt đầu là bạn này bắt đầu là bạn mới tức nha bạn nói bà bạn mới kiểu như mình thấy cái cảnh như vậy bạn tức mà Bắt đầu là bạn mới chấp tay lại Bắt đầu là bạn mới niệm những cái bài kinh Phật à, Những cái bài kinh riêng của bên Kiểu như là bên bên Kiểu như là cái khả năng của bạn có là Bạn biết những cái bài kinh đó đó Thì bạn khi bạn niệm những cái bài kinh đó như vậy Thì bạn thấy rõ ràng là cô đó cổ từ từ cổ tan biến À cô đó cổ từ từ cổ tan biến Rồi cái bóng đen đó họ mới đứng lại Và họ đứng họ nhìn bạn rất là lâu và nhìn với bạn không có thấy được mặt mũi chân tay đó rõ ràng là chỉ là một cái bóng đen thôi và kiểu như họ đứng họ nhìn bạn giống như là họ đang rất là giận dữ gì đó À, nhưng mà khi bạn thấy câu này cổ đã tan biến rồi có thể là đã thoát khỏi được cái vòng tay của cái bên vong quỷ rồi đó ha thì bắt đầu là bạn lại tiếp tục à, lên trên xe bắt đầu đề máy xe và chạy về như bình thường luôn và bạn nói những cái vong quỷ như vậy rất là không có thể nào mà tiếp cận lại bạn được tại vì bạn là làm bên cái ngành này mà cái nghề về tâm linh mà thành ra là bạn có những cái buộc cái chốn thành ra là bạn nói là với, với dụ như là người nhà này nọ đâu đó thì có thể là tiếp cận được ví dụ như là vong của ông bà mình hay là vong của cậu tám hồi nãy đầu chuyện đó còn những mà vong ma vong quỷ ngoài đường là không tài nào mà lại tiếp cận của bạn được đó thì khi bắt đầu bạn đi về là bắt đầu là đó là một cái câu cái câu chuyện nó cũng kết thúc ở đây luôn và đó là một cái câu chuyện trong rất là nhiều lần mà bạn đã giúp những cái vong ở ngoài đường như vậy và bạn nói thật sự đó nha nếu như đó mà bạn có khả năng mà chỗ nào có người chết bạn cũng thấy thì chắc là bạn làm người thầy pháp rồi nhưng mà bạn nói là không hiểu lý do tại sao là chỉ có cái duyên thôi cái duyên nào tới họ cho mình thấy mà họ cho mình thấy thì mình mới thấy thì mình mới giúp thôi còn lại thì bạn rất là kiểu như là bạn không thể nào thấy được những cái vòng đó là kiểu như vậy đó rồi đó cũng là hết cái kết thúc cái câu chuyện uh, thứ hai luôn ha mọi người ha rồi thì chắc ngày hôm nay á, là mình xin phép mình kể ngắn ngắn chút xíu tại vì à, cái giọng của mình nó cũng à, không có được tốt mà mọi người ha. À, thôi mình chỉ kể bao nhiêu đây thôi với lại cũng cho nó tròn cái câu chuyện của bạn của bạn Tâm này luôn. Thì à, chắc khoảng cỡ 2 ba tập nữa thì mình mới kể hết được toàn bộ những cái câu chuyện của bạn Tâm. Nói chung là cái màu sắc là như vậy để cho mọi người làm quen ha. Và những cái tập sau thì mình hứa hẹn nó sẽ cũng cũng rất là hay luôn nha mọi người nha. Rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì hồi nãy giờ đã lắng nghe nha mọi người nha. Nếu mọi người thấy hay thì nhớ là chia sẻ giúp mình để mình có thể là được nhiều người người ta biết tới đó người ta có những câu chuyện ma đó thì người ta tiếp tục gửi về cho mình thì mình lại tiếp tục có chuyện để mà kể lại cho mọi người cùng nghe đó ha mọi người ha rồi cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều luôn ha điếu mập xin chào tất cả mọi người